đó, nhất định tôi sẽ trở nên giàu sang và tôi sẽ trả thù mấy người đồ độc ác. Đây chính là mèo Simi, cô bé nghèo khổ hay bị bắt nạt, bỗng nhiên đổi đời khi được nhận nuôi bởi gia đình hoàng gia siêu giàu có. Vì là con gái của gia đình hoàng gia nên mèo Simi được đức vua và hoàng hậu cưng chiều hết mực, muốn gì đều có hết trơn. Trời ơi, hạnh phúc dữ vậy. Theo bạn, cuộc sống của Simi sẽ như thế nào khi trở thành con gái của hoàng gia siêu giàu có? Cái gì? Con nhỏ kia, mày nói cái gì coi đây lại nghe, coi nghe không có gõ. Tôi nói là vào một ngày nào đó tôi nhất định sẽ trở nên giàu có và giàu hơn mấy người luôn á, mấy người quay chồng tôi đó. Trời ơi, nói bạn nghe nè, cóc ké mà đòi làm thiên nga, bạn á không bao giờ bằng tôi đâu. Bạn thấy bộ đồ tôi mặc không, bộ đồ tôi mặc không, bộ đồ của tôi mặc cái là ngu trì đó. Trời ơi, bạn thấy không? Còn bộ đồ của bạn là bộ đồ gì hả? Trời ơi, nghĩ gì mà đòi một ngày có thể hơn được tụi ta chứ? Biết tụi ta là ai không? Tụi ta là con nhà tỷ phú biết không? Đòi bao giờ kiếm được 10.000 mà đòi làm tỷ phú chứ bọn ta. Trời ơi. Ngủ rồi nằm mơ. Đừng chơi với con nhỏ đáng nhỏ như bị tâm thần hay sao, nghĩ suy nghĩ tào lao mà thấy ghê quá. Thôi đi về mọi người, nó bị ảo tưởng á. Thôi chơi mấy đứa như này á, sao có ngày mình bị lây á. Thôi đi. Đúng rồi, tôi ghê quá. Ôi trời mưa, chúng ta đi về không mọi người ơi. Nhanh về nha. Ướt áo xịn của tôi rồi. Mấy cái người này hả? Này nè, mình biết á là mấy bạn kia nói có hơi quá đáng xíu, nhưng mà người ta nói đúng mà. Mấy người đó thật quá đáng, lúc nào cũng bắt nạt mình rồi chê mình nghèo nữa, rồi một ngày tôi sẽ giàu có cho coi. Được rồi, mình sẽ gửi thư tới ông già Noel để ông già Noel giúp mình giàu lên. Dạ vâng, kính thưa ông già Noel, thì con biết là chưa tới Giáng sinh, nhưng con có một ước nguyện, đó chính là con được nhận nuôi. Bởi vì con quá nghèo nên con mong ông già Noel sẽ giúp con thực hiện ước mơ này. Chỉ cần con trở nên giàu có, con sẽ cố gắng học thật giỏi và cố gắng thật ngoan ngoãn để ba mẹ luôn luôn tự hào và yêu thương con ạ. Cuối cùng mình cũng ghi được ước mơ của mình rồi, nhưng mà không biết ông già Noel có biết được ước mơ của mình không ta. Với lại mình cũng chỉ đang ghi nhật ký mà thôi. Trời ơi. Xin chào con gái. Đây là bà Tiên sao? Đúng vậy. Xin giới thiệu với con, ta chính là nàng Tiên. Con ước mơ gì mà tại sao con lại buồn bã như vậy? Dạ vâng, thưa cô Tiên, thì con có một ước mơ, đó chính là con muốn trở nên giàu có, chứ con lúc nào cũng gọi là nghèo khổ, bị mấy bạn bắt nạt hết trơn á. Thực sự con chỉ muốn giàu có và không để mọi người khinh thường thôi ạ. Thì ra là con muốn trở nên... Ủa gì kỳ ta, tính ra là mấy nàng công chúa trong chuyện cổ tích mà mình hay gặp là phải ước mơ được gặp hoàng tử này kia, tự nhiên vợ ước giàu có sao? Thôi được rồi, nếu như mà con muốn được giàu có thì con hãy đưa lá thư đó cho ta dạ. Sẽ giúp con. Vậy là cô Tiên sẽ đưa lá thư này dành cho ông già Nen đúng không ạ? Đúng vậy. Bởi vì con là một đứa trẻ ngoan. Dạ. Và rất giỏi phép. Dạ vâng ạ. Ta sẽ giúp con. Dạ con cảm ơn cô Tiên nhiều ạ. Được rồi, còn bây giờ thì ta đi đây. Ôi da, cô Tiên ơi, cháy nhà con rồi, vã nha. Không sao hả? Trời, vậy là cô Tiên sẽ đưa bức thư đấy cho ông già Noel, và ông già Noel sẽ thực hiện ước mơ của mình. Yeah. Trời hỏng quá. Rồi bắt gà rẻ nằm ở đâu? Ăn kem da rẻ nằm ở đâu? Roblox.shop. Mua ạc Roblox và cày thuê giá rẻ vào ngay Roblox.shop nha. Ôi trời ơi, bây giờ làm cách nào để cho con bé nó giàu lên đây ta? Thiệt sự mệt mỏi mà.
Bây giờ ta cũng đâu có tiền đâu mà cho nó. Ơi mà khoan, từ từ, hình như ở chỗ này là một tòa lâu đài của một vị vua thì phải. Ai, ông vua này cũng tốt bụng. Ai, thôi được, vậy thì mình sẽ đưa lá thư này cho ông ấy. Biết đâu ông ấy có thể giúp con bé trở nên giàu có hơn. Ai, được đó, đi thôi. Ê, được rồi, ta sẽ để lá thư ở đây. Ok, ta đi nha, tạm biệt. Ủa, hình như là tôi mới thấy một con gián nó bay trong đây, xong nó quăng cái quyển sách gì vô đây đúng không hả, hoàng hậu? Thấy, ủa sao con ruồi mà hồng ra? Con ruồi hay con gián vậy? Không biết nữa. Không biết nữa, hình như con gián này nó có sơn skin hay sao á. Trời, ủa mà sao, từ từ. Đưa tôi mượn cái lá thư coi coi, nó là lá thư gì vậy? Để tôi đọc cho nghe nè, cái gì tự nhiên có con gián nó gửi thư cho mình ta. Lạ vậy, trời ơi, thường người ta đưa gửi thư bằng chim mà ta. Để xem coi. Kính gửi ông già Noel, con là mèo Simi, một cô bé tội nghiệp. Con mong ông già Noel giúp cho con một gia đình, có một gia đình nho nhỏ. Cảm ơn ông ạ. Trời ơi, trời ơi, trẻ cô đơn, con tội nghiệp một quá gia đình hạnh phúc. Trời ơi, chắc là con bé này nó đói bụng lắm cho nên nó hoa mắt chóng mặt nè. Mới tháng 4 mà nó gửi thư trong già Noel rồi. Tội nghiệp quá. Cô bé cô đơn này tội nghiệp quá, chỉ mong có một gia đình hạnh phúc. Chờ tôi nghe đọc xong thư mà tôi muốn tôi khóc dễ sợ luôn. Không ông ngờ ơi, rằng trên đời này lại có một cô bé có hoàn cảnh đáng thương nó như vậy. Thôi mình vô nhà ăn đi bà. Cái gì ông nội? Ủa cái gì vậy? Trời ơi trời, tôi đọc bức thư tôi thấy cảm động quá nên tôi muốn nhận nuôi đứa trẻ này. Ông thầy sao? Nhận nuôi đứa trẻ này vậy? Nhận nuôi? Ủa bà có bị gì không vậy? Tính ra là con bé này nó có phải là người trong gia tộc, trong hoàng tộc mình đâu mà nhận nuôi nó. Nó chỉ gửi thư thôi mà. Nhiều khi nó gửi trời thư nhận sai đó. Ủa ghê, đây là đứa trẻ rất tội nghiệp. Tôi muốn nhận nuôi nó. Giờ muốn gì? Giờ sao? Nhận nuôi không? Hả? Nhận. Rồi, tôi biết rồi. Rồi. Trời ơi. Nè quản gia. Dạ, có mặt tôi đây ạ. Đức vua kêu ạ. Theo như lời của hoàng hậu thì hoàng hậu muốn nhận nuôi cô bé trong lá thư này. Ngươi hãy mau mau đi bắt nó về cho ta. Dạ, tuân lệnh. Rồi, à, không, bây giờ đức vua cứ để tôi. Nhầm, không phải bắt, đưa cô bé này về hoàng cung cho ta. Ừ, đó, trời ơi, không dạ, phải bắt nha. Tuân lệnh đức vua, tuân lệnh đức vua, tôi đi đây. Ê, này nó có hiểu tôi nói gì không bà? Tôi không biết nè, mà con ngựa nó không đi, nó đi bộ kìa. Nhìn là biết lần tận mang man rồi. Mà chắc không sao đâu. Trời ơi lạnh quá à. May quá, cũng có gọi là một nhóm lửa để sưởi ấm cho mình. Ấm quá. Ô sửa đẹp đi kiếm đồ 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 đồ. Ê nhóc. Dạ vâng, chào ngài. Có chuyện gì không ạ? Có phải là đứa bé mà đã ghi cái bức thư này không? Dạ đúng rồi, đây là bức thư của con ạ. Đem về giao nộp cho đức vua đó hả? Mình bị bắt hả? Ủa chú ơi, chú có nhầm mông vỡ thả con ra, không có làm gì sai đâu ạ. Cứu với, ai cứu tôi với. Có gì đó đây, tôi có đó. Chú thả con ra. Trời ơi, đức vua, đi vô đây. Tôi đã đem cái con bé này về theo như ý nguyện của đức vua và hoàng hậu rồi, biết không? Được, được, mau đem ra chém đầu cho ta. Đi lên, đi lên. Nhầm. Tôi bảo là đem đứa trẻ nhận đôi, sao bây giờ thành đứa trẻ nó chịu hỏi tôi nha. Nhầm, phải ra đâu, tự ra ngoài chém đầu, tự chém đầu ra. Ủa, là sao đức vua kìa? Nhưng mà khoan, cho con hỏi là đức vua với hoàng hậu bắt cóc con lên đây làm gì ạ? À? Con có làm gì sai đâu. Trời ơi, con yêu bình tĩnh, con yêu. Trời ơi, ủa, đức vua sao vậy đức vua? Thôi bà nói đi. Trời ơi, con có yêu. Trời ơi, tất cả chỉ là hiểu lầm thôi. Trời ơi, trời, ta đọc bức thư của ông, con gửi đến ông già Noel đúng không? Người ta vô tình nhận được. Và ta sẽ quyết định nhận nuôi con làm con nuôi. Vì con quá đáng yêu, quá quá ngoan. Còn cái tên con già kia hả? Những cái muốn gì, ta ra chém đầu người bây giờ. Ta nói, dạ, tôi đâu biết đâu. Đi đâu phải là bắt cóc đứa trẻ đâu hả? Cái tên kia hả?
Con gái, trời ơi, con yên tâm đi. Khi mà con đã được vào trong hoàng cung này rồi thì chắc chắn con sẽ có được một cuộc sống thật là ấm no và hạnh phúc. Nào người hầu, hãy mau mau đưa con gái mới của ta đi tắm rửa sạch sẽ và thay cho nó một bộ quần áo mới thật là đẹp đẽ nè. Vậy tức là con, thưa đức vua, con được đức vua với hoàng hậu nhận làm con nuôi luôn hả? Đúng rồi con gái, xin giới thiệu con, ta là nữ hoàng, còn đây là đức vua. Con đang sống trong một cái cung điện 100% là vàng, nên từ nay trở về sau con sẽ ăn sung mặc sướng không cần suy nghĩ hết trơn á. Được rồi, quản gia và người hầu, hãy đưa con gái ta lên và mặc bộ đồ đẹp nhất, xinh nhất và giàu nhất. Nhanh lên, không nói gì cả. Dạ. Đi ạ. Trời, không ngờ là một ngày mà được đức vua với hoàng hậu nhận nuôi trong gọi là gì ta, cái lâu đài siêu bự ấy luôn mọi người. Wow, sướng quá à. Vậy là ước mơ trở thành người giàu mà trở thành hiện thực rồi mọi người ơi. Yeah. Đây, tới phòng thay đồ nè cô bé. Rồi bây giờ người hầu cô vô trong đó để thay đồ cho con bé này nha. Tôi đứng bên ngoài tôi đợi đó. Dạ vâng, thưa quản gia. Ở trong đây cô gái. Trời ơi. Wow, cái gì đây? Trang phục là toàn là bằng vàng. Ủa, tuyệt thiệt hả cô? Trời ơi. Trời ơi, cô bé, từ bây giờ thì cô bé đã được đức vua nhận nuôi rồi, thì cô bé sẽ là công chúa. Nên bây giờ tôi sẽ gọi người là công chúa nha. Công chúa, cô thích mặc bộ nào nhất? Để tôi xem thử nha. Ủa, cái nào cũng đẹp hết trơn á. Từ trước giờ mình chưa bao giờ mặc đồ đẹp hết trơn. Bây giờ thế, bây giờ mình được mặc cái gì cũng được. À, để tôi mặc cái này thử nha. Wow, dễ thương quá à. Nàng người hầu, cô thấy sao? Bộ này rất là dễ thương đó. Ok, được rồi, bây giờ mình sẽ ra khỏi quản gia. Nè, quản gia ơi, anh quản gia ơi, anh thấy sao? Trời ơi, cái đồ gì kỳ vậy? Trời người hầu, thay cái bộ đồ khác cho công chúa cho lên. Tôi thấy bộ này cũng đẹp mà. Nghĩ sao mà bây giờ thân phận công chúa đi mặc cái bộ đồ gì mà nhìn nó như thằng trẻ trâu ấy. À, đẹp chứ bộ. Vô thay lại đi, trời ơi, đức vua không có thích đâu. À, tôi biết rồi. Bây giờ thay bộ nào ta? Cái này giống công chúa này. Thôi để thay thử coi. Ui, chú chú cha cha. Nè, người hầu, cô thấy sao? Trời ơi, công chúa thật là đẹp quá đi à. Trời ơi, đẹp nhất trong tất cả các vị công chúa mà tôi đã gặp luôn đó. Hả, thật ra đừng nói vậy mà. À, được rồi, để ta ra hỏi quản gia nữa. Quản gia ơi, anh thấy sao? Trời ơi, cái gì mà đẹp quá vậy? Trời ơi, bộ này đẹp nha, chấm 10 điểm, chấm 10 điểm. Ok, thử quản gia nhiều. Thôi, bây giờ chúng ta cùng xuống gặp ba mẹ của ta nha. Để ta khoe bộ đồ mới nữa. Tất nhiên rồi, đi thôi con chúa. Không biết ba mẹ sẽ thấy như thế nào ta. Cái gì mà lâu chứ người ta. Dạ, chúng tôi đức vua và hoàng hậu, tôi với lại là người hầu á đã thay đồ cho công chúa rồi ạ. Dạ. Trời ơi, cái gì vậy? Ta đã bảo ngươi là phải thay cho công chúa đồ siêu nhân mà ta thích con trai rồi thay đồ siêu nhân cho công chúa chứ. Nội này, trời, con gái của tôi. Dạ. Con xinh vậy, con xinh như má vậy luôn á, trời ơi. Dạ. Xinh luôn. Mang tim cho con nè. Trời ơi, tôi, ông thấy ông, tôi nói rồi, đây là đứa trẻ cực kỳ dễ thương xinh đẹp mà không tin tôi, thấy chưa? Dạ. Dạ vâng ạ. Thôi bây giờ con vô ngồi ăn đi nha. Bây giờ hết rồi. Trời ơi, đây giờ được ăn quá à. Lần đầu tiên rồi. Okay. Dạ. Con gái qua qua bên đây ngồi, qua đây ngồi với ba nè, qua ngồi ba nè đó, ba dạ. cười cho nửa cái ghế nè, ngồi cho ba nè đó. Gì vậy? Con ngồi gì mà nữa gì á? Đó, đây con, toàn là đồ ăn mà vàng 24K nha, ăn cái gì cũng ngon. Đúng rồi, coi là... nè, táo mạ vàng, sushi mạ vàng, bánh bông lan mạ vàng, tất cả đều là mạ vàng hết. Trời ơi, gia đình mình giàu quá, cái gì cũng bằng vàng hết trơn luôn á. Thôi, con gái ơi, thôi.
con gái ngồi đây ăn mình nha. Còn ba mẹ đi có chung chuyện, công chuyện xíu nha. Thôi ông ơi, chuẩn bị đi nè. Rồi đi công chuyện. Rồi. Đi thôi. À mà con gái, tí nữa con ăn no rồi, con nhớ vô thử nhà cái nhà vệ sinh ở bên kia nha. Trời ơi, nhà vệ sinh làm bằng bằng vàng luôn á, hơi bị xịn luôn. Trời ơi, vui dữ vậy. Ủa, con nghe làm gì vậy? Dạ. Người đâu? Chém đầu quẩy ra cho ta. Xin lỗi Đức vô. Trời ơi, tôi thất lễ quá. Vô mà chém con gái ta đi. Công chúa hả? Thôi dạ, dạ, dạ. Bình thường đó, người ta đi đâu á? Hay chém đầu quẩy ra chứ còn lâu, tôi làm người hầu lâu lắm, cho tôi lên chức dạ. Cả chém đầu dạ, chém dạ. Thôi mệt quá. Nói chung là như thế này nè. Bình thường ta đi đâu, ta với hoàng hậu đi đâu á thì người hầu và quản gia ngươi đều phải đi theo. Nhưng mà hôm nay có công chúa, cho nên các ngươi phải ở nhà để chăm sóc công chúa đi. Còn ta thì ta sẽ đi cùng với lại binh lính. À, chắc là cũng an toàn, không sao đâu. Đi thôi. Không được đi theo bảo vệ Đức chúa. Ba ba đi nha con gái. Dạ, thưa ba mẹ. Dạ, thưa ba. Công chúa ngoài lậu đi giữ sức khỏe. Chăm sóc công chúa cho kỹ càng. Cẩn thận nha, cẩn thận cái đầu nha, nha, cẩn thận cái đầu nha. Đúng rồi, hoàng hậu nhớ chém đầu quả ra cho tôi lên chức nha. Rồi, trưa nay chém. Dạ, Đức vua với hoàng hậu đi vui vẻ là. Trời ơi, không ngờ ba mẹ mình lại quyền năng với lại giàu có như vậy. À đúng rồi, người hầu với quản gia, hai người có đói không? Không đói đâu. Không đói à? Ừ, không sao, dù sao đây cũng có nhiều đồ ăn lắm nên hai người cứ ăn phụ ta nha, không sao đâu. Dạ rồi, cảm ơn nha, trời ơi, cảm ơn chúa nha. Trời ơi, con chúa này tốt dễ sợ luôn hoàng ơi, người hầu ơi. Tôi quá. Thôi, bây giờ cháu thôi, bây giờ tụi mình cũng đi chơi, được không? Đi chơi. Đi chơi. Được, đi chơi thôi. Sao? Đi thôi, ta có trò lại vui lắm. Trời ơi, hiếm thì công chúa mới rủ đi chơi mà. Đi thôi. Đi đây. Ủa, mà công chúa, bây giờ chúng ta sẽ chơi trò gì vậy? Ta có một trò chơi rất là hay, đó chính là quay TikTok. Ta nghe bảo á, quay những video ngắn trên TikTok á sẽ được rất nhiều người thích đó. Trời ơi. Bây giờ hai người có TikTok cùng với ta đi. À đúng rồi, nè người hầu. Nè, bây giờ ngươi hãy cầm điện thoại đứng đây. Đứng đây. Rồi. Mới quá. Rồi, được rồi. Người hầu ngươi hãy cầm điện thoại lên. Cầm lên. Rồi. Đó, ok, đứng thẳng nha. Rồi, quản gia vô đây. Đứng cùng ta. Vô luôn hả? Bây giờ chúng ta hãy cùng nhảy một điều nhảy để gọi là gì ta? Đăng lên TikTok và sau đây chúng ta sẽ được nổi tiếng. Ngươi hiểu không? Nhiều team càng tốt. Ok, rồi. Người hầu. Dạ. Chém đầu, bắt đầu. Ngươi đã chuẩn bị bắt đầu bấm quay TikTok chưa? Bấm chưa? Rồi, chuẩn bị. Rồi, chuẩn bị. 3, 2, 1. Vô. Ok, nè quản gia, nhảy nào. Dạ, nhảy. Tôi đang nhảy nè. Ui, lên. Tôn. Nè, quản gia, nhiều tim quá. Nè, nhảy tiếp đi. Ủa, tôi nhảy vậy mà cũng nhiều người thích nữa hả? Yeah, công chúa nhảy lại quá, công chúa. Yeah, được gì? Tum. Ồ, người hầu với người nhìn kìa, video TikTok của ta được nhiều tim, nhiều thả tim quá à. Tất nhiên là phải nhiều rồi, tại vì công chúa của tôi nhảy thì phải như vậy chứ. Dạ, quản gia. Quản gia, anh có sao không vậy? Không sao công chúa, miễn sao mà công chúa thích á là tôi nhảy tới đâu cũng được. Tôi nhảy 10 tiếng, 20 tiếng, 100 tiếng, 30 tiếng, mấy ngàn tiếng cũng được. À, cảm ơn ngươi nha quản gia. À người hầu, bây giờ ta đói quá. Bây giờ kiếm cái gì cho ta ăn đi được không? Đói quá, đi cùng ta đi. Tất nhiên là được rồi ạ. Công chúa hãy đi theo tôi nha. Ok, đi ăn thôi. La la la. Mệt quá trời ơi. Tính ra bây giờ Đức vua với lại là hoàng hậu cũng không có ở nhà. Hay là bây giờ mình ngồi thử cái nghe vàng này ta. Ngồi thử vài phút chắc không ai biết đâu. Ngồi xuống. Wow. Thì ra đây chính là cái cảm giác này sao? Một cảm giác quyền lực.
Tính ra là đức vua với hoàng hậu lúc nào cũng chửi mình hết trơn á đó, xài xế mình chửi mình như con vậy. Nay hai người đó đi ra ngoài rồi mình mới đỡ được ngày đó. Thôi tiện thể lên đây ngồi trên ngai vàng của hai người luôn. Dạ dạ mời mời ngài uống trà. Dạ đây mời ngài ạ. Dạ. Còn đây là vàng của ngài ạ. Xin ngài nhận thư đức vô đáng kính của tôi ạ. Dạ nhận. Dạ thưa đức vua, tôi đã chuẩn bị 100 món ăn mà ngài yêu cầu rồi đấy ạ. Mời ngài qua sử dụng ạ. Dạ dạ em đem lưng cho. Vàng ngọc châu báu bây giờ tất cả là của ta. Ê cái tên kìa. Đi ngay cho ngài. Dạ dạ. Bây giờ mình đã chở anh đức vua rồi. Người hầu, người quay lại chưa? Tất nhiên là quay lại rồi công chúa. Ủa vậy sao? Ủa hồi nãy sao ngươi lại ngồi lên ngai vàng của ba mẹ ta hả? Dạ thật ra là cái đó là do tôi đang cố tình gọi là lau dọn cái chỗ ngồi cho đức vua và hoàng hậu ngồi để cho nó kiểu trong sạch hơn á. Thôi vậy thì thôi. Công chúa ơi. Dạ. Công chúa ơi, không hiểu mà lau dọn kiểu gì mà tôi quay được đây công chúa xem này. Thôi tôi ta sẽ là quốc vương này. Cho cái gì vậy? Thôi nếu mà dạy hai, nếu mà ngươi chỉ đang lau dọn thì ta sẽ nói với ba mẹ ta là quản gia đã ngồi lên ngai vàng, chắc không sao đâu nhỉ. Thôi công chúa, công chúa đừng làm vậy mà công chúa. Công chúa mà làm vậy á là coi như sự nghiệp của tôi thang mất, tôi còn bị chém đầu nữa. Alo em gái hả? Gì em gái? Ba mẹ bị bệnh á. Trời, cái gì vậy? Mà xin lỗi em gái nè. Anh sắp bị chém đầu rồi. Công chúa mà mét với lại đức vua là anh chém đầu, anh không có tiền lo cho ba má đâu. Ủa, vậy là ngươi không muốn ta kể cái chuyện này đúng không? Đúng rồi. Ta sẽ giữ bí mật này cho ngươi, nhưng với một điều kiện, ngươi phải làm việc này cho ta. Đó chính là... Công chúa có chắc là công chúa sẽ bắn trúng quả táo vậy? Trời ơi, yên tâm, dù ta chưa có khả năng điện xạ nhưng mà ngươi yên tâm. Ngươi đứng yên coi, đừng có lúc lắc coi. Quá chừng tôi tính, tôi bắn. Yên tâm, công chúa luyện tập cái này cả trăm cả nghìn lần rồi, chắc chắn là bắn trúng, còn không thì cùng lắm thì trốn mắt thôi gì đâu. Đợi xíu nha, ok. Cẩn thận nha, công chúa chết mắt nha. Thôi. Hơi cao. Thấp một xíu. 2, 3. Trúng rồi. Công chúa giỏi quá. Người ta giỏi không bản gia? Giỏi lắm luôn công chúa. Công chúa mà không giỏi là tôi xong đời rồi. Không sao, thôi còn trái nữa, cố lên nha, đợi xíu. Đợi xíu nha. Đứng yên. 2, 3. Thấy ta giỏi không người hầu? Công chúa, công chúa giỏi lắm. Quản gia đừng có xỉu mà. Ây da, chị bị yếu dữ vậy. Thôi người hầu, bây giờ ngươi đem gì cho quản gia đi, không nãy chừng là ổng là sốt luôn á. Dạ vâng ạ. Quản gia giỏi lắm rồi. La. Dạ tôi ba mẹ nó nữ về ạ. Con gái yêu, trời ơi, tính ơi, thời gian thấm thoát trôi nhanh, mới đó con đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp. Trời, đúng là con gái mẹ mà không thấy không? Đó, con gái tôi á, không có đùa đâu, đẹp nhờ nó tôi đẹp được như tôi chứ. Trời ơi, may mà giống ông cái làm trời xấu rồi. Mày gì? Đúng thật á, là con gái của ta bây giờ đã lớn rồi. Nhưng mà, khi mà con đã càng lớn lên hơn, thì trách nhiệm của con phải càng nhiều hơn. Quản gia và người hầu đâu? Dạ có tôi đây hả? Con gái à, ta nói cho con nghe đây. Bởi vì bây giờ á, con không còn là cô bé nghèo ngày xưa nữa, mà con đã trở thành một công chúa rồi. Mà một khi đã là công chúa thì cái gì cũng phải giỏi, từ nấu ăn, dọn dẹp nhà hay là đàn ca, cái gì vẽ tranh hay gì con cũng phải giỏi hết. Nghe rõ chưa? Dạ vâng ạ. Bởi vì vậy cho nên là người hầu và quản gia, ta là lệnh cho hai người
trong một tuần này phải dạy cho công chúa làm cách nào để có thể biết cách học đàn. Học đàn đi. Nói chung là con gái mà học đàn để mai này á còn đàn cho ta với lại là hoàng hậu nghe nữa chứ, đúng không nào? Nhưng mà trong vòng một tuần thôi. Nếu sau một tuần mà công chúa chưa học được thì hai người biết hậu quả rồi đó. Cẩn thận cái đầu. Dạ. Rồi sẽ để mọi trách nhiệm cho bạn ra. Có gì bạn ra bị chém đầu chứ không phải Thành á. Trời rõ là hầu này trời ơi. Ba hầu cả hai người đó. Học đàn sao vui quá à. Nè được rồi, quản gia ngày hầu hai người chị đến đàn đi. Đi thôi. Dạ dạ đi đi thôi. Thưa đức vua tôi đi. Thầy hầu tôi đi. Quản gia chơi vô lúc hay vậy. Đây chính là bản violon mà tôi vừa mới đánh cho công chúa nghe. Công chúa có thể thấy là tôi vừa mới tập luyện cho công chúa đó. Bây giờ công chúa có thể vào và thực hiện lại được không? Trời ơi, đánh nè, chứ đánh đào violon để ta. Yên tâm. Rồi đưa ra đây thầy. Được rồi. Đây, trời ơi, tôi tin đó là với khả năng của công chúa sẽ học được nhanh thôi. Được rồi, xin chào người hầu và quản gia. Hôm nay ta sẽ thực hiện một tiết mục, đó chính là kéo đàn violon. Được rồi, chuẩn bị nghe nè. Công chúa đàn hay dữ lắm luôn. Trời ơi, hay quá. Trời ơi, cái gì mà đàn hay chứ. Chắc cũng được rồi chú ơi. Không, cũng được rồi. Tần. Hai người thấy sao? Ủa? Sao mặt hai người cười vậy? Hay không? Sao người quản gia ơi, lần này chúng ta lần này bị là... chấn đầu thật rồi. Lần này là đức vua về, là đức vua là cho mình đi luôn. Đi cho mình chuyển theo bờ luôn. Hay mà ta. Không được. Nếu mà cứ như thế này á, chắc chắn là chúng ta sẽ bị chém đầu mất. Công chúa. Thế thì phải nghĩ cách thôi. Công chúa ơi, bây giờ công chúa hãy thực hiện theo kế hoạch của tôi. Chắc chắn công chúa sẽ được đức vua khen. Hả? Kế hoạch là gì vậy? Kế hoạch đó chính là... là vậy sao? Hay á. Được rồi, thực hiện theo kế hoạch này nha. Ok. Được. Tan. Dạ, vâng thưa ba. Trời mẹ, ơi. Con đã đàn xong một bài nhạc rồi ạ. Một bài nhạc thật là cảm động làm sao. Dạ. Ôi, con gái, trời ơi, sao con có thể đàn hay như vậy hả? Đồ đúng là con gái cầm kỳ thi họa con khác, đúng là công chúa. Trời ơi, ba tự hào về con quá, con gái dạ của ba vâng. Trời ơi, con gái mình đỉnh quá. Dạ. Quá là giỏi luôn. Ủa, quản gia rồi, xù chuyện quản gia đi chơi đúng không? Ở đâu rồi? Dạ. Cái đó, đức vua hoàng hậu. Quản gia, ủa nó bị gì vậy ta? Quản gia đang chuyện cái ngủ, đang ngủ vậy hả? Trời ơi trời. Dạ. Thôi được rồi, bởi vì công chúa của ta quá là giỏi. Trời, con ngoan quá, con giỏi quá con gái ơi. Vậy cho nên là bây giờ á, ta sẽ quyết định tổ chức một cuộc đi chơi cho cả nhà chúng ta cùng đi chơi. Yeah, đi chơi thôi. Nè, quản gia vậy đi chơi nè, đi chơi. Ủa, ngủ mất tiêu rồi. Thôi, bây giờ gia đình mình cùng đi chơi đi. Quản gia ngủ đây nha. Cảm ơn ngươi nhiều. Đi tới cả nhà thôi. Thôi, đi thôi. Yeah. Đức vua với hoàng hậu nhận làm con nuôi luôn hả? Hồ mê rồi. Cái gì vậy?